Vợ béo, vợ xấu. Thằng Sửu ngốc kìa, không biết nó đang làm gì nhỉ? Qua đó trêu nó đi. Này ngốc, làm gì mà đứng chỏng mông ở đây thế? Khẽ chứ, tôi đang giúp mấy chú kiến tìm đường về nhà. Giúp kiến tìm đường về nhà ư? Đúng là ngốc mà. Đưa cành cây đây, tôi đưa tổ kiến về nhà. Muốn lấy thì nhảy lên, các anh làm lũ kiến sợ đấy. Mấy người kia, dám bắt nạt chồng ta hả? Chạy đi, bà La Sát đến rồi kìa. Coi chừng tôi đấy. Đúng là xứng đôi vừa lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đúng là lũ rảnh việc mà. Mình đừng có sợ, đã có em ở đây rồi. Các bạn kiến ơi, xin lỗi nhé, đã làm các bạn sợ rồi. Xong rồi, ngày nào tôi cũng lau mặt, lau người cho ông sạch sẽ thế, ông có thích không? Thích, thích lắm. Cảm ơn cậu. Ôi, ma, cứu tôi. Đừng sợ, ta là tiên chứ không phải là ma. Thấy ngươi ăn ở hiền lành, tốt bụng, lại ngày ngày chăm sóc cho hiện thân của ta, nên ta đến để giúp ngươi. Giúp tôi ư? Từ giờ sẽ không còn ai gọi ngươi là ngốc nữa. Ngươi đã trở thành một người thông minh xuất chúng rồi. Trời, mình có nằm mơ không? Mình cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn ngài. Chúc mừng tân khoa trạng nguyên Lê Sửu. Cảm ơn mọi người. Không ngờ rằng thằng Sửu ngốc lại có ngày sáng lạng như thế. Ôi dào, hắn có thể thay đổi bản thân, nhưng còn người khác thì khó lắm. Phải đấy, nhìn vợ hắn xem, vừa béo vừa xấu, có xứng là phu nhân trạng nguyên không? Xin thần hãy thương thì thương cho trót, hãy biến vợ con thành một người xinh đẹp. Con không muốn vợ mình bị kẻ khác chế giễu là không xứng với con. Thôi được, ta giúp ngươi nốt lần này thôi, coi như ta trả nợ ân tình của ngươi. Ôi, ta có nằm mơ không? Nàng đẹp quá. Tôi đẹp thật sao? Ôi, tuyệt quá. Có chuyện gì mà trong chàng tức giận thế? Tài tổng đốc mới nhậm chức thật ngang ngược, thấy nàng xinh đẹp nên hắn lạm dụng chức quyền ép ta phải nhường vợ cho hắn. Sao cơ? Nhường vợ cho hắn? Ta không muốn xa nàng, nhưng hắn quyền cao chức trọng, ta biết phải làm gì bây giờ. Không, em cũng không muốn xa mình đâu. Phen này chỉ có làm hoàng đế thì ta mới có thể thống lĩnh thiên hạ, không sợ ai bắt nạt nữa. Hoàng đế? Mình lại định nhờ thần linh sao? Phải, nhưng thần đã nói sẽ không giúp vợ chồng mình nữa mà. Mình yên tâm, tôi đã có cách. Không được, ta không thể giúp ngươi làm chuyện vô lý đó được. Nếu ngươi không muốn mất vợ thì hãy từ quan rồi cùng cô ấy về quê ở ẩn. Không ai có thể hại đến vợ chồng ngươi. Không được, khó khăn lắm tôi mới có được công danh, tôi không thể từ bỏ được. Xin thần hãy giúp tôi lần cuối. Ta giúp ngươi hai lần là nể tình lắm rồi. Nếu Ngọc Hoàng biết chuyện, đến ta cũng không kham nổi trọng trách này đâu. Tôi biết, nếu như Ngọc Hoàng biết ông lạm dụng phép thuật thì ông sẽ bị trừng phạt. Nếu ông không muốn Ngọc Hoàng biết chuyện thì ông phải giúp tôi. Ngươi, ông dám tự ý thay đổi số mệnh của tôi, đó là tội chết không thể tha được. Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Lê Sửu, trước đây ta nghĩ ngươi là người nhân từ tốt bụng nên mới ra tay giúp đỡ. Không ngờ bây giờ ngươi đã thay đổi, mưu mô, xáo quyệt, còn tham lam vô độ nữa. Ông hãy giúp tôi nốt lần này thôi. Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện giữa tôi và ông. Mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Lê Sửu, ngươi đừng tưởng sẽ uy hiếp được ta. Ta chỉ sai vì đã tin lầm ngươi, giúp lầm ngươi thôi. Ta sẽ nhận tội với Ngọc Hoàng. Còn ngươi, hãy tỉnh mộng đi. Trời ơi, sao lại thế này? Mình sao rồi?
Mình cùng tôi đi cứu những bạn kiến nhé. Thế là hết, hết rồi mình ơi, cứ như là một giấc mơ thế này. Sự tích Hoa Lục Bình. Ngày xưa, sông Hạnh Dương là vùng sông nước nổi tiếng. Không chỉ có nhiều quả ngon, trái ngọt, mà còn là vùng đất có nhiều những mỹ nhân tuyệt sắc. Nổi tiếng hơn cả, vừa tròn 18 tuổi, là một cô gái thông minh lại xinh đẹp. Cô Thi Bình, tôi có món quà muốn tặng cô. Anh Lục Xuân khéo tay quá, sao có thể khắc hình cô gái dễ thương như vậy? Ai, lụa gấm thượng hạng đây. Lụa cao cấp, mỏng nhẹ như cánh hồng. Mặc mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Chị Chính Thám, có mang khúc gấm đỏ cho tôi không? Lụa đẹp, phải dành cho người đẹp mới xứng. Chỉ có nàng mới xứng mặc những tấm vải này thôi. Không có cô gái nào có thể so được với vẻ kiều diễm của nàng hết. Một người đẹp tuyệt mỹ như nàng Thi Bình phải xứng với những thứ gấm phốc hảo hạng nhất trên đời này. Mà mình thì lại chỉ là một kẻ buôn nghèo. Nhưng vì nàng, mình phải làm giàu để tặng cho nàng tất thảy những thứ mà nàng mong muốn. Chàng nhà nói, con đã phải lòng tiểu thư Thi Bình. Cha đã biết rồi sao? Vậy con cũng không dám giấu cha. Con muốn kiếm được thật nhiều tiền để hỏi cưới cô ấy. Hùng nhân đại sự là chuyện cả đời của con cái. Tôi muốn con bé Thi Bình được tự lựa chọn người bạn đời của mình. Thi Bình, có điều gì con cứ thẳng thắn nói. Khi nào anh Lục Xuân đây thành đạt thì con sẽ đồng ý cưới gả về nhà họ Lục. Vâng, một năm sau cháu sẽ quay lại. Nhất định lúc ấy sẽ gây dựng được sự nghiệp, xứng đáng làm chồng của Thi Bình ạ. Nghe đâu là thuyền của cậu Lục Xương đó, bỏ đi biệt xứ cả năm lên kinh thành làm ăn. Thi Bình, nay ta đã quay lại đây. Ta giờ đã gây dựng được sự nghiệp, gia đình ta và nàng đã một đàng hộ đối. Nàng ưng thuận làm vợ ta chứ? Bây giờ chàng trở về, sự nghiệp được rỡ, coi như công thành. Vậy nhưng chừng nào chàng danh toại đủ đạt làm quan thì hãy quay về tìm thiếp. Thi Bình, nàng nói sao? Nhất định ta phải đủ công thành danh toại mới có thể cưới nàng ư? Dạ vâng. Lục Xương à, không phải ta không thương mến chàng đâu, nhưng nếu lấy một người chồng trọc phú, không có trình độ học vấn gì, chẳng phải sẽ là trò cười cho thiên hạ? Công tử gia bảo đó, vừa giàu có lại vừa có gia thế hiển hách. Ta... Trời sắp sáng rồi, hãy đi nghỉ chút đi. Còn có cần phải nhọc công nhọc sức thế này vì một đứa con gái thế không? Giờ còn phải gắng sức hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư Thi Bình. Một năm sau. Kỳ thi năm nay, sĩ tử Lục Xương đã đỗ trạng nguyên với số điểm tuyệt đối. Trạng nguyên là một người tài hoa, tinh anh. Nay nhà vua cho về bái tổ vinh quy. Công tử, ngài làm gì vậy? Đã bao lần ta đến hỏi cưới nàng, nàng đều từ chối. Hóa ra nàng đã có người khác trong lòng ư? Nhưng Lục Xương, liệu hắn có xứng với một người hoàn hảo như nàng không? Thi Bình, những điều nàng mong muốn ta đều đã thực hiện, nàng bằng lòng làm vợ ta chứ? Tấm chân tình của chàng em xin ghi nhận. Chỉ có điều... Thi Bình, chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta thành vợ thành chồng chứ? Còn xuất thân của chàng vốn bần hàn. Em... Trời ơi, Thi Bình ơi là Thi Bình. Vậy mà
Ê, Lục Xuân lại đi theo đuổi nàng tiểu thư Thi Bình Đống Đánh làm gì? Tình yêu của ta dành cho Thi Bình bị nàng ấy năm lần bảy lượt chà đạp. Ta không còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Lục Xuân, Lục Xuân chàng ơi, cũng chỉ vì em quá tham lam, quá ích kỷ, đứng núi này trông núi nọ, sao chàng nỡ bỏ em mà đi? Ba ngày sau, từ đó trên khúc sông Hành Dương, người ta thấy xuất hiện một thứ bèo lạ. Người ta nói đó là hồn của tiểu thư Thi Bình tìm đến Lục Xương, và gọi thứ bèo đó là Lục Bình, để nhắc về một bi tình sử, mối tình đau thương của chàng Lục Xương và nàng Thi Bình. Lời hứa với cha. Sắp đến ngày mừng thọ 70 của ba, anh muốn mua cho ba chai rượu đế vương. Tại sao phải là rượu đế vương? Anh mua thứ khác cũng được mà. Với lại rượu đế đắt lắm, giá lại leo thang từng ngày. Ừ, anh cũng biết thế. Nhưng em có nhớ ở lễ mừng thọ của ba lần trước không? Nhân dịp ba tròn 65 tuổi, con xin kính chúc ba luôn khỏe mạnh, làm chỗ vừa tinh thần vững chắc cho con cháu. Cảm ơn con, hôm nay có mặt đông đủ con cháu, các cô, các bác, bà con hàng xóm láng giềng thế này, bà vui lắm. Cạn ly. Rượu ngon, rượu ngon. Rượu này đã là gì đâu ba? Ba đã nghe nói tới loại rượu đế vương danh tiếng chưa? Mừng thọ lần sau, con sẽ tặng ba một chai đế vương để ba thưởng thức. Thôi thôi, ba có cần gì thư hảo hạng đắt đỏ ấy chứ? Ấy, tấm lòng của con, ông cứ nhận cho con cháu nó vui chứ. Anh Nam đã hứa rồi nhé. Chúng tôi làm chứng đây. Dạ, chắc chắn là thế. Anh đã hứa như vậy mà không thực hiện được thì mất mặt lắm. Nhưng chai rượu có giá cả ngàn đô như thế, anh có bỏ cả tháng lương ra cũng không mua nổi. Hay là... Em cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nhỡ mọi người nhận ra thì sao? Không sao đâu em à. Hiện giờ liệu có mấy người được uống đế vương chính hiệu? Không ai nhận ra đâu, yên tâm. Dạ thưa ba, hôm nay là ngày lễ mừng thọ ba, vợ chồng con có chút quà. Anh chị cứ bày vẽ, chỉ là chút quà mọn thôi à, ba cầm cho vợ chồng con vui. Có phải là rượu đế vương không anh Nam ơi? Dạ. Ông Thành cho chúng tôi xem chai rượu đế vương nào, chúng tôi chưa được thấy bao giờ. Nhất ông Thành rồi. Nghe nói tận mười mấy triệu một chai cơ đấy. Nhìn kìa, vỏ chai cũng thật đẹp. Cho tôi cầm một chút được không? Nhìn thì cũng giống, nhưng hình như không phải. Sao lại không phải? Cái ông này rõ thật. Rượu mừng thọ ba, giả làm sao được? À, vâng, bác ơi, bác xem lại xem. Giá là giá thế nào? Các bác xem đây này. Các bác thấy không? Đây là rượu thật. Nước rượu ống ánh, tâm đều, mịn thế này cơ mà. Đây là rượu thật rồi. Bác ấy sành rượu thế, bác ấy biết chứ. Cảm ơn bác. Thế là lễ mừng thọ ba thành công tốt đẹp. Ơ, mà ba đâu nhỉ? Anh đường xa tới chơi, sao không ở chơi với tôi mấy hôm lại về sớm vậy? Tôi thấy ông bạn khỏe là được rồi, tôi còn nhiều việc ở nhà. À mà, tôi có việc này thắc mắc. Chuyện gì vậy hả ông? Chuyện về chai rượu đế con trai ông tặng ấy. Ông cũng nhận ra sao? Sao lại không? Trước đây chẳng phải tôi với ông đã từng được thưởng thức một chai rượu đế sao? Thằng con ông cũng thật là... Ông biết vậy thôi, đừng có nói cho ai biết chuyện này. Tôi hiểu cái khó của vợ chồng nó.
chung quy lại là cũng vì chúng nó sợ tôi buồn ông à. Rượu giả nhưng tình thật là được. Nhặt được tiền. Có chứ. Mày cho tao hả? Còn lâu. Kẹo anh ta mới từ Sài Gòn mua về đấy. Ngon lắm. Kẹo kiết xác như mày thì đời nào mới được ăn. Thế sao mày còn mời tao ăn không? Tao đang hỏi cái thắng xe của tao có ăn không, chứ tao có mời mày ăn kẹo đâu. Nhà nó giàu sướng thật. Còn mình thì tính mấy ngàn mua kẹo còn chẳng có mà ăn. Nói gì đến đi xe đạp. Hôm nay mẹ đi chợ xa về muộn. Ở nhà còn hai củ khoai lang luộc. Con ăn tạm nha con. Dạ. À mẹ ơi. Có chuyện gì thế con? Dạ mà thôi, mẹ đi chợ đi ạ. À? Thằng bé này, hôm nay có chuyện gì bà ấp ấp úng thế? Nói mẹ nghe xem nào. Không có gì đâu ạ. À. Mẹ cứ đi đi. Thế mẹ đi không muộn nhé. Mình mà xin tiền mua kẹo, thế nào mẹ cũng mắng cho coi. Tại cái thằng Tú tự nhiên trêu mình. Thôi ra chợ nhìn cho đỡ thèm vậy. Chợ đông thế này mà chẳng có tiền để ăn quà. Chán thật. Ôi da. Đi đứng phải cẩn thận chứ em. Làm gì mà đi như ma đuổi thế không biết nữa. Ôi, tiền. Thích quá. Đang lúc thèm kẹo thì nhặt được tiền. Đi mua kẹo thôi. Mẹ nói nhặt được của rơi phải trả lại. Chắc của ông lúc nãy đánh rơi. Có nên trả lại không đây? Kệ, anh ấy kiếm tiền dễ mà. 10.000 chắc chẳng thấm vào đâu. Ngon thật, kẹo ngon thật. Vậy là có tiền ăn kẹo mấy ngày luôn, khỏi phải bị trêu nữa. Cút đi, cút ngay cho khuất mắt tao. Không có tiền mà đòi dẫn xác vào ăn hả? Con có tiền thật mà chú. Là anh ấy. Thế tiền của mày đâu? Con có tiền thật, nhưng túi quần con rách, tiền rơi mất rồi. Lại còn nói láo, thứ như mày làm gì có tiền. Tha cho con chú ơi. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa. Khôn hồn thì biến đi. Anh ơi, anh có sao không? Anh không có sao. Nhưng anh có tiền thật. Xui cái đánh rơi mất rồi. Đành nhịn đói vậy. Anh cầm lấy mua tạm cái bánh mì mà ăn cho đỡ đói nha. Thôi em giữ lấy mà tiêu. Anh cầm tiền của em làm gì? Không, anh phải cầm. Nhất định phải cầm. Đây em. Anh ơi em xin lỗi. Em thật là tội. Xin lỗi anh nhiều lắm. Người học trò đặc biệt. Nghe nói là đông người đến đây đăng ký học thầy lắm. Chúng ta không nhanh thì chậm chân mất. Ừ, nhanh chân lên. Hai anh em con từ xa tới, xin thầy chấp thuận cho chúng con được theo thầy học chữ Thánh Hiền ạ. À. Các con tên gì? Dạ chúng con họ Gàng, là anh em ruột ạ. À. Ta rất cảm kích vì được các con yêu mến, nhưng hãy nhớ, trong việc học đề cao chữ tâm, chữ thiện. Dạ, chúng con xin vâng lời thầy ạ. À. Hai cậu học trò họ Gàng này thật thông minh, sáng dạ. Lời văn rất mượt mà, tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Thưa thầy, có chuyện ạ. À? Có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy, sáng nay con có việc đi chợ huyện đến cầu Bu, thì bất chợt con thấy hai anh em họ Gàng đi xuống mặt nước, rồi biến thành hai con thùng luôn.
Có chuyện đó thật sao? Dạ thưa thầy, họ đúng là thuần luồng, thủy quái dưới sông chứ không phải người thường. Hai người này học hành thông minh, trí tuệ và phong thái đều khác người thường. Thầy ơi, con sợ sau này sinh rắc rối. Con cứ để yên, là quỷ thần mà lại biết chuộng đạo lý thì càng hay chứ sao. Hay, trời hạn hán lâu quá rồi, đã 3-4 tháng nay không có lấy một hạt mưa. Dạ, xin thầy cho con nghỉ học 10 bữa ạ. Dạ, con cũng vậy ạ. Các con lại xin về quê hả? Dạ thưa vâng, mấy tháng nay trời hạn hán, quê nhà không có lấy một hạt mưa thưa thầy. Cây cối đến khô héo cả, chúng con đều nóng lòng, không biết quê nhà giờ ra sao ạ. Được, các con hãy cứ về thăm nhà đi. Mấy tháng nay ta cũng đứng ngồi không yên, cứ thế này thì đồng áng ruộng vườn sẽ chẳng còn gì. Đúng rồi, chỉ còn cách này thôi. Hai con ở lại ta nhờ một chút. Thưa thầy, thầy có chuyện gì thế ạ? Các con chắc cũng đã biết, lâu nay hạn hán kéo dài, dân tình quá cực khổ. Ta muốn các con hãy thương lấy dân một chút. Thầy nói vậy có nghĩa là sao ạ? Ta đã biết tất cả rồi, các con không phải người thường. Thầy đã biết cả rồi sao? Thầy rộng lòng với chúng con quá. Dù là ai, một khi có lòng hướng tới cái tốt đẹp thì đều rất đáng được trân trọng. Chúng con xin đa tạ thầy. Các con hãy thử nghĩ xem, có cách nào làm mưa cứu dân được không? Con được biết đó là lệnh bế phong của Ngọc Hoàng, còn bị hạn hán trong một thời gian nữa. Lệnh bế phong của Ngọc Hoàng ư? Thưa thầy, ai trời rất nghiêm, nhưng không phải là không có cách. Chúng con xin dùng sức mọn này cố gắng giúp dân. Tình thế gấp gáp, chúng ta hãy lấy nước ở nghiêng mực này vậy. Tất cả cậy nhờ các con. Thưa thầy, công ơn của thầy chúng con sẽ không bao giờ quên. Xin thầy cứ yên tâm, một lát sẽ có mưa xuống. Rồi, nhân dân được cứu rồi. Thôi rồi, các trò của ta. Các trò của ta. Các con vì thương đến bá tính mà chẳng quản đến thân mình. Ta và nhân dân nơi đây sẽ không bao giờ quên các con. Cái nghiêng mực của cụ Đồ sau đó trôi về làng Bình Đô, làm đen cả nước đầm ấy nên gọi là đầm mực. Chỗ đắp ngôi mộ của hai anh em thuần luồng, người ta lập ngay miếu thờ và còn được gọi tên là miếu gàng. Chính nhân đức và cái tâm của người thầy đã trở thành nguồn cổ vũ để học trò sống tốt, có trách nhiệm với bá tính. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!